Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay anh em mình dẫn cái nhà đi hái lá dong nha cả nhà. Đây là cái lá dong mà hôm bữa lần trước anh em có xin là chú đốm. Chú đốm là nó ra đây mấy tượng non, có mới lá non nè cả nhà. Gió hội nghe. Gió hội nghe hả? Đúng. Nay anh em mình xin lá dong về đặng mình trồng với mắm tép đó cả nhà. Ăn giò heo luộc luộc xả nước dừa nha. Lá dong này ăn thì có lá dong này tốt lắm. Ăn xong rồi ngủ à? Ăn xong rồi ngủ. Cái này là chị chứng bệnh mà mất ngủ hay lắm á cả nhà. Cái nhà nào mà anh chị nào mất ngủ kiếm lá dong này ăn hay lắm, với đậu nhãn lồng cũng hay nữa. Quá trời luôn cái nhà. Này cỡ non dày dày là ngon rồi béo. Dày là non á. Nè. Quá trời đã luôn cái nhà. Lá non ngon á béo. Ngon lắm, cái này là hồi trước hồi đó mọi người hay dùng mà gói nem chua cái nhà ăn ngon lắm, còn bây giờ thì nó hiếm lắm. Ít ai trồng, thì cái thời ngày xưa nó nhiều á là nhờ trồng cây thanh long á. Cái này là làm cho trồng lên cho cây thanh long nó bò nè. Đúng rồi. Bây giờ thì người ta trồng đa số là tụ sạn á cái nhà nên không ít có lá này lắm. Lá này ngủ rất ăn ngủ ngon lắm, tốt lắm. Cái này hình như cái lá cho hổ ăn không ta? Không, cái này thì hai chưa biết có cho hổ ăn hay không. Cái này gói nem nè, rồi làm mắm tép này rất là ngon luôn. Đã lắm. Rồi. Rồi, anh em mình về thôi. Cái này rồi là đi sinh mà có tập đoàn luôn cả nhà. Cái bụi xả của chú này như không có sinh luôn á. Muốn ăn xuống bẻ luôn á. Chứ đây là đất hư rồi chú cầm đó, có sinh hoài à. Giết rồi chú nói thôi, chú muốn tụi bay xuống ăn, tụi bay xuống bẻ, tụi bay ăn luôn đi chứ sinh gì nữa sinh. Được. Bình sẽ bình với béo rồi mình sẽ hái một ít xả nữa nha. Vậy cái anh em mình sẽ luộc cái giò sắp ra hả? Rồi đó, được cùng nhỏ đó. Mẹ con nhỏ có miếng gừng ghiền cho chó thơm thơm cái nè, thơm không con? Khe mau xuống ngay chỗ cái gốc rễ đó ha. Lên. Đó. Đó. Rồi xong, ngon rồi. Một miếng đó là thấy ngon rồi đó. Đâu mình. Đó, đâm tiền. Vậy thôi. Ê không. Ờ thủ chà bá luôn. Chà bá luôn hả? Rồi về. Yeah. Quạt như đây thôi. Chào cả nhà nha. Hôm nay thì tôi sẽ làm cái món mắm tép trộn lá dong nha cả nhà. Cái này là hồi xưa mình thấy gia đình hay mà trộn mắm tép rồi bỏ lá dong ở trên á, với lại là đậu chùm ruột rồi á. Hồi lúc trước thì mình có làm lá chùm ruột rồi, bữa nay thì mình sẽ làm với lá dong nha cả nhà. Giới thiệu cho cả nhà, cái này là hồi xưa rồi mà bây giờ thì kiếm lá dong này cũng khó lắm. Cái vùng của mình ít lá dong lắm. Mình phát hiện ra được một cây nhưng mà cái lá dong này ăn á nó cũng như là cái làm chất ngủ mình rất là ngon luôn. Đó là bên hai bị mà cái chứng mất ngủ 22, bên hai tiền cái lá dong này ăn nè. Hôm nay thì bên sẽ luộc một cái giò heo chung với mắm tép trộn lá dong nha cả nhà. À với lại có một phần nữa bên muốn gửi đến cả nhà, cái rượu mà anh em mình ngâm á là cái này giống như cái nước trái cây vậy cả nhà. Anh em mình cho mỗi bữa ăn á chỉ uống một vài ly để cho nó tiêu thôi. Cùng mình uống á bên nghĩ là cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Cả nhà cũng thấy anh em mình cũng làm liếc cũng ít nhậu lắm, chứ không phải là anh em mình tập cho cô Minh nhậu đâu, uống rượu nhậu đâu. Cái này là, thật ra là nó rất là đậm đà luôn, tại vì có cả nhà thấy chừng 5kg trái trăm mà chỉ có 2 lít rượu và thêm 200g đường nữa, nên nó sẽ ngọt ngọt như là lá nước trái cây vậy thôi, nó không có nồng độ gì hết trơn á, ít lắm. Nên là ăn rồi uống cho nó tiêu thôi, chứ không phải là anh em mình tập cho em nó nhậu nhẹt gì nha cả nhà. Mong là cả nhà hiểu cho hai anh em mình nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm cái mắm tép trước nha cả nhà. Rồi, cái này là cái phần tổi với ớt mình đâm để chút mình pha mắm tép nè cả nhà. Cái này là còn phần mắm tép nó còn lại bữa hai anh em mình còn nè. Cái này thì đủ hai anh em ba anh em mình ăn á. Đây là một ít lá dong nè. Còn cái này là những cái này là bên dùng để trộn với mắm nha cả nhà. Và một ít củ ghiền để bên luộc cái giò heo nè. Và ba anh em làm cái giò heo mà. Cái giò heo này bên có trui hết rồi nha cả nhà. Nên nhìn nó săn săn rồi nè. Trui thêm xíu bằng bình khè cho nó giòn hơn.
Ê bây giờ thì làm cái tô mắm tép đi cho nó thấm cho mới ngon. Này là ít củ ghiền bên sẽ sắc nhỏ trộn vô mắm tép nha cả nhà. Mắm tép mình có miếng củ ghiền vô nữa ăn ngon lắm. Cái là bên vô tình học được. Này cắt mỏng mỏng đây nha. Còn cái mà củ ghiền một hơi mà bên luộc á thì bên sẽ sắc nó dày dày. Còn cái này là củ ghiền để bên trộn vào mắm tép. Cái này là bên cắt ra để hơi mình luộc cái giò heo của mình nữa cả nhà. Mắm tép thì mình nên trộn xả vô nha, tại vì hồi đó giờ bên chưa thấy. Nên cả nhà đừng có thấy xả và trộn vô nha. Đây, cái này chén này là chút xíu để bên luộc cái giò heo nè. Bây giờ bên sẽ làm cái mắm nha cả nhà. Mắm này thì mắm tép bên làm hôm bữa có giới thiệu cả nhà nghe đó, nó ngọt chứ nó không có mặn dữ nha, nên bên cho thêm một ít đường thôi nha cả nhà. Cho cái này là phần củ ghiền nè, nãy bên sắc vô nè. Một ít phần tỏi nữa nha, tỏi để ngâm chung ăn cho nó giòn giòn. Đây, mình sẽ cho mắm tép vào nha cái nha. Đây, đây là cái mắm tép mà anh em mình bên làm hồi lúc trước nè. Cho nó vô. Anh em cho xây kèn bữa nay luôn. Này có mấy trái ớt kia nữa mà phát hiện ra mấy trái ớt đó ăn không được cái nha. Nên bên không có sắc vào, hơi sắc thêm bớt đỏ vô thôi. Cho vài miếng chanh vô nữa nha cái nè. Cho nó chua chua ngọt ngọt nha. Cái này là để chút cho nó thấm. Chút xíu nữa rồi bên sẽ thấm mắm xong rồi bên sẽ trộn cái lá é vô nha. Xong rồi, bây giờ bên sẽ đi luộc cái giò heo. Nước cần sôi cả nhà ơi, giờ bên sẽ cho cái củ ghiền nè, ớt với sả vô nha. Dạ, hơi nóng ha. Dằn tí muối vô nữa. Bên sẽ luộc nước lạnh, không luộc nước vừa đâu. Cái có cái ấy của mình nó ngọt ngọt. Thì sẽ cho giò heo vô nha. Cái này thì hơi mình sẽ chặt, mình chặt khúc mình cạp. Nó mềm không? Thì mình sẽ lúc mà chín á cái bình filler vậy nè, bình sắp ra nha. Quá, gần tay. Cho mình vào. Để nắp lại. Cái này giờ mình sẽ sắp ra, mình cho mắm ra nha cả nhà, cho nó thấm vô cái lá này một ít nữa. Ăn rất là ngon luôn. Năm mắm hay để lên đó hả? Ừ. Thì em tưởng nó hay sắp hay sắt thịt hay bỏ lên chứ. Chưa, một phần nữa, một phần bên kia nữa. Cái này là mắm, này nó thấm với mắm mới ngon. Thường thường mình trộn mắm tép mình hay để lên á. Mình sẽ vớt cái phần cái ra chan một ít nước vô thôi nha cả nhà. Còn chút xíu nữa thì cái phần nước còn lại mình sẽ bỏ vô cái chén để mình cuốn cái miếng thịt cái mình chấm nó vào. Xỉu. Nghe cái mùi tỏi với mùi này không, từ nãy giờ muốn xỉu nãy giờ nè. Ờ được rồi, cô Minh nó có ăn cái món mắm tép này chưa? Không, 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 không. Hả? Có không ta? Có, con có ăn. Có. Có không? Có mới đây mà hai. Mới đây hả? Con có ăn. Chạy nước miếng rồi, nghe mùi mắm mệt quá. Bữa có thịt ba chỉ đúng không Minh? Đúng. Ngày cho ai con ăn giò heo. Cho chút ha leo cây gì nữa. Đã, đúng rồi, nói vậy đúng rồi đó. À leo cây hái chùm gột cũng rồi. Bữa nó đòi chặt cây hay nó chọt đít vậy mình nè. Mình nhớ rồi. Đây, cái này một phần vô đây thôi nha cái nhà. Còn phần nước này chút xíu nữa mình sẽ cho ra cái đồ. Hấp dẫn chưa? Hồi nãy chờ lâu chín quá cái nhà, hai anh em mình gọc cái luôn rồi. Gọc cái mé cái này cho nó mau chín cái nhà. Đây, để cho. Bây giờ mình sẽ cho nó vô nước đá nha. Đói bụng quá rồi. Nè, cái này mình trẻ luôn. Rắc vô đá nè, cho lúc mà mình cắt ra cái thịt nó tròn mà nó không có bị dính á cái nhà. Nó sẽ ngon hơn. Bây giờ để cho nó đông lạnh xíu đi. Nó lạnh cái. Thịt luộc thì ngay luôn bỏ vô cái đá lắm. Ngon lạnh. Bây giờ thì mình sẽ phi lê nó ra nha cái nhà. Cái này tại nãy lâu chín quá nên mình gọc rồi. Chắc là phi lê cái miếng nó không đẹp cho lắm. Lâu chín quá. Xin sợ thì lúc mà mình cũng như vậy là mình phi lê cái xương ra rồi mình cắt thì nó nhầy miếng thịt quá nên Vinh tính để nguyên cái đi. Để cái này cả nhà. Mà lâu chín quá. Anh Vinh gọc mấy đồ.
này là nãy mà để nguyên trái béo, thời gian lâu quá thì hay sợ nó lâu chín, nhưng mà sắc thì nó sẽ ra nguyên miếng luôn á. Thì cũng vẫn ngon thôi, hai chồng mình cái cục này thôi. Chạy rồi, nó chạy rồi. Chạy hả? Cho mày vào. Cho mày vào. Eo hết thịt nữa kìa. Này ngay ốc táo này vậy. Bóc này. Đã chưa? Cho mày ra hết, theo cho mày tới xương luôn á. Ôi cái bắp quá đẹp. Này, hai cục mà mé dưới cái nhà nó có thịt nhiều quá, nó đưa ra nhiều cái nên mình cắt nó ra luôn. Này kẹp miếng ha, cái bỏ cái vô miếng lá ha, cái làm vô con tép bỏ vô chua chua giống như bơi thui luôn á. Xương luôn. Đang rách mà còn đánh võng nữa, ghê thiệt. Hơi cầm cái cục này béo. Cái chấm vô một cái. Không lại. Chấm mình đi chấm mắm tép. Mắm tép. Không lại, lên bàn thôi. Mắm tép miền Tây nha cả nhà. Mắm tép là bằng con tép bạc đó cả nhà. Đây là cái chén nước mắm còn lại nè, và một cái giò heo luộc xá riêng. Chạy ăn coi nó có riêng không. Thôi mời cả nhà dùng cơm cùng ba anh em mình nha. Rồi mời cả nhà. Rồi nắm tay nắm chân đi. Dạ. Ăn thử cái lá này coi tối nay chiều nay về coi có ngủ không. Phải xử cái lá liền, phải quấn liền. Quấn liền mới được. Một cục thịt. Đó, mắm tép. Mắm tép phải bỏ con tép vô mới được. Bỏ con tép với miếng viền vô hả? Ở cái viền này hay sắc hay nhỏ chứ nó thơm. Khi ăn thử con mắm tép vô tổng miếng viền vô ngon lắm. Đó, bỏ tỏi vô, ớt vô. Miếng viền nó nhỏ quá. Nhỏ lắm, nhỏ lắm. Nó thơm lắm. Quấn. Chấm. Chạy không à. Là mẹ đi để chạy nước miếng. Thằng em này. Từ từ để cho bé phải thưởng thức nghiện nam nhi mới được. Mắm tép chua chua. Đây là nó thơm. Mắm tép thơm quá. Trời ơi trời. Không được rồi. Làm nước miếng gì tính gì tính. Em nó tàn quá, cho nhìn nó nịnh máy mà hay chảy nước miếng luôn cả nhà. Chua chua ngọt. Cái lá dòng ăn hầm hầm hơn. Ừ, nó chát chát vừa nhẹ nhẹ. Nó chát chát cái này giống như cái độc nhãn hồi xưa rồi còn nhỏ à. Nhai nhai thử. Nhai độc nhãn. Hay quán được không? Em quán nha hai. Thôi được rồi, để hai gấp trời chút xíu hai quán nha. Cái nhà nhớ nha, có mất ngủ á, kiếm lá dâm này ăn rất là tốt luôn. Cái này bên kiểm chứng mấy lần rồi chứ không ít đâu cả nhà. Quốc hành lên lên phẩm thứ 2. Tại ơi, tham lam được không? Hàng tép luôn. Chút miếng nào. Mở rồi. Bữa nay có thịt có tép chắc của mình chắc không sao đâu. Không có cá tổng. Cuốn được không con? Có tỏi nữa kìa. Nãy làm còn nhanh hơn em nữa. Không quá. Lá dòng này hay thích ăn lắm. Chấm này là mình đậm đà hơn mình.
Mắm tép này thì hết ý rồi. Mắm tép nhà làm mà làm mắm tép bạc xong cái nhà nên nó rất là chắc luôn. Làm cái nữa mới được. Coi hai nè, coi hai cuốn nè. Ồ, cũng đọc nha. Nè, cho một miếng nó vô nè. Cho miếng thịt lên nè, thịt cho chạy lên lúm tầng bảy. Cũng vậy thật quá chứ. Tỏi. Thôi. Ít ít thôi cả nhà ơi. Chứ nhiều quá bên cuốn không hết. Ghê ta. Ăn hơi cuốn một tay. Dứt. Ok. Làm trái ớt, thương tông. Nhìn la dòng nó dính hàng một phần luôn phải không? Cái miếng thịt nó giòn giòn nãy luôn, bỏ nước đáy luôn nó giòn giòn nó béo. Dạ đúng rồi. Nó thơm. Béo 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 luôn. Có thịt, có tép này nè. Quấn rau nữa là còn gì bằng. Nhưng mà cái chân cái giò heo ở nhà cái thịt nó không có ngán. Cái mỡ nó bùi bùi. Nhớ chấm này nè Minh. Ôi đậm đà đã lắm Minh. Chua chua cay cay nữa. Giờ thịt mỡ nữa hả? Trời ơi trời, thịt mỡ mà thịt mỡ là đùi heo nữa chứ. Giò heo nữa. Cái gì chưa nói. Giúp tôi ớt nữa. Trời ơi, vậy chấm luôn con. Cần gì bỏ vô chiếc đôi rửa. Đúng rồi. Tự nhiên đi. Đúng, đúng. Ăn đi cho màu lớn con. Cái miệng cũng bự quá ha. mấy bữa gà anh em nói là đem cô Minh ra cân thử mà chưa cân á béo. Nè không có cân bự nữa. Hồi lúc trước hay có nhớ có cân mấy chục ký mà. Có 30 ký à. Ừ. Mình có 25, ủa 35, 35 lộn. Ừ, Linh 35, 37 ký à. Ừ, cái nhà. Cái cần nhỏ nhỏ, cần à. Dứt thêm cục hạch nữa. Dứt cho miếng dao rồi. Xỉu như hai. Ngon quá. Thầy ớt nè. Cho mát nữa. Muối tiêu bay nữa. Quá. Ớt mà. Trời ơi. Hồi tối mà hay nghĩ tới cái món này mà hay đau tử luôn á. Đau tử. Tức ngực luôn. Đau lòng luôn á. Ủa không ta? Ủa không phải. Con bò ủi cái thùng. Cơm miếng hai. Chén miếng hai rồi cả nhà ơi. Bên chưa được kia chén nào tên á. Làm miếng thịt nữa đây. Hai ngồi hai ngồi. Ăn mọi hơi no không mà không cơm luôn á. Còn thì chén trái ớt nữa mới được. Ăn ớt còn nồng. Phải miếng ớt nó gồm mới ngon. Sáng em tưởng là hay lấy cái lá dông này là hay sát nhỏ rồi hay tộn luôn chứ. Không, sát nhỏ ăn không có ngon. Nè. Để nguyên nha. Người đó giờ hay béo hay ăn lá dông không? Không, đó giờ không ăn. Không ăn luôn hả? Không ăn luôn. Hay thích nhất nem chua mà có cái lá dông này. À, có, nem chua có ăn à. Nem chua ngày xưa á nha, chứ bây giờ không có đâu, giờ bỏ bọc mươi lông không à. Đó có. Thiệt. Hồi đó là có gói một cái lá chùm ruột hoặc là một cái lá dông với kem miếng ớt. Còn giờ toàn là bỏ bọc mươi lông không à. Giờ mới ăn cơm nè. Này là một cái lá cái món này hôm nay là em biết cay rồi đó. Mà ăn mắm phải cay cay mới ngon. Đúng rồi. Ăn mắm là phải cay cay cả nhà. Cái lá này giờ ở dưới pin thì có cái nó không biết mấy anh chị ở vùng khác còn trồng cái cây này không chứ ở dưới pin ít lắm. Hôm bữa hai anh em cũng xin được một nhánh về trồng cái nhà nhưng mà nó ra cái lượng nó ra không đủ để anh em tiêu thụ. Ít lắm. Nó ra mới được hai được à. Trời đất hiểm nữa nó rồng. Người ăn một cái nhánh chứ. Nếu mà vô làm tép đợt sau, nếu mà có tép nhiều anh em mình sẽ làm mắm tép bán. Ừ. Để giới thiệu tới cái nhà cái món mắm tép của mình, của anh em mình về nhà mình làm. Nó làm tép thì nhiều nhưng mà nhiều khi anh chị mình kiếm không có được tép bạc á, rồi làm nó không có ngon.
Rồi làm clip giới thiệu bên cái nhà xem hoài mà không thưởng thức được. Lần sau nếu mà vô được tép bên kia không được nhiều, bên sẽ làm bánh tép để bán. Đây thì chú khai múc kìa. Nhưng mà bên nó trước là nó hay đắt nha. Tép xong mà. Chứ tép nuôi nó mềm hay ha. Nó hay đắt, tép nuôi nó mềm chèo à. Ừ. Cái thịt nó bở lắm, nó không ngon. Nhưng mà bên nó trước là nó hay đắt nha. Cái này mình ship xa được hả? Được. Rồi trong thời gian hay làm tầm khoảng từ một tháng đầu á, vậy hay để ở ngoài đâu. Ừ. Có chưa để vô tủ lạnh. Khi nào mà thí dụ trên một tháng đó mình ăn được á cái nhà, à, tầm khoảng một tháng đến hai tháng là mình đã ăn được á. Khi nào mình ăn á mình cho nó vô tủ lạnh, tại vì cái này á mình làm nó có cái vị ngọt, nó không có mặn giống như mà cái mắm người ta bán ngoài đường, nên mình không có để lâu được. Yeah. Nhưng như để ở ngoài á nó mặn á thì con tép mình nó lâu hơn, còn cái này thì con tép nó ngọt, mình phải bỏ vô tủ lạnh cho nó tươi. Tức là khi mà mình đụng đũa vô mình ăn á là mình phải bỏ cho vô tủ lạnh. Người ta làm mặn, người ta bán để lâu đúng không? Ừ. Còn cái này là mình làm ngọt. Nhưng tầm mà một tháng là mình ăn được rồi cái nha. Con tép chắc á. Tại vì mình bỏ trong tủ lạnh lúc nào cũng bỏ tủ lạnh á. Dạ. Con tép thế lúc nào cũng chắc. Cứ ngắt à. Ăn cứ ngắt hả? Ừ. Trời ơi kẹp ra. Trời ơi, cái này Tết mà khách tới thì em dùng bún dĩa bún tép vô miếng thịt bà gọi luộc. Được rồi, cái thêm mới của kiệu ra sống nữa là ngon rồi. Bia nữa. Cơn nhậu thì nhậu ít mà đặt nói ra rượu với bia. Cứ nước ngọt thôi. Cho nước ngọt thôi. Ờ, nước ngọt uống đau bụng chết. Ý vô gà chai hùng gì? Chai rượu trái tâm được không? Đúng rồi, chai hùng này mới đúng. Cũng trái tâm. Bởi vậy nhiều lúc mấy anh chị tách thì pin tết thì anh em mình nghe, nhưng mà thật sự là cái nhà thấy anh em mình uống đâu nhiều đâu, một hai ly để cho nó tiêu thôi, nhưng mà thật sự là nó như nước trái cây vậy đó, nó chỉ có hơi hơi nhẹ nhẹ thôi à, nó cho em uống thôi. 16, 17 tuổi anh em mình cũng nhâm nhi một hai ly, nhiều lúc mà làm mà về động lận mà thấy nó cũng buồn buồn, nhiều khi thấy đi theo làm mà thấy mấy cưng ăn không vậy. Thật sự là từ lúc mà bên ra bán gà tới giờ bên ít nhậu lắm, tự nhiên nó ngán, nó ngán tự nhiên nó ngán luôn á. Bây giờ mới ăn túng vô cái miếng miếng viền à, nó hôm nồng luôn á. À đúng rồi, hai cái này hay bỏ ít phải rồi, nếu như bỏ nhiều quá là không ngon. Bỏ nhiều quá nó cay. Ăn ít lâu lâu dính miếng cái thơm, dính lâu dính miếng thơm. Cái món ghiền vô là cũng vô tình hai học được cho hai xin mượn cho rồi cho cũng lên múc cho cứ vô tình rồi bên học được thôi. Cái nhà làm mắm tép á, đậu mắm tép đủ á, cái nhà cắt một ít ghiền vô ăn rất là thơm luôn. Ít thôi kìa để ăn thịt. Mấy chứ một cái giò heo vậy cũng nhiều lắm á. Nhiều thì nãy làm đi lý mà không hết luôn á. Hay để bên lớp kia một lớp dày trống mà. Đó là về đâu ra hai anh em ăn cái đấy trong này về rồi kiểm nghiệm mới coi con ngủ có thẳng giấc không, để coi hai có nó dốc không. Ngủ chắc nó sáng rồi không biết đợi tới tối ngủ không nè, hay là tôi ngủ cái tới chiều khỏi mà ăn luôn. Dừa dao thiếu nước luôn hả? Đúng rồi, phải kẹp miếng ngọt nữa cho nó béo béo ha, nó ngọt ngọt. Thì con mắm tép nó đậm đà cứ vậy nữa. Hồi nãy không phải hai anh em thấy lá dòng đó là xong đâu. Béo rồi xách xe chạy hết sớm luôn á, kiếm thêm nữa. Nhưng mà lá dòng có cái nhà, thấy được con cây đó rồi. Thì ở đây cũng được mấy cây bự 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 mà giờ mất tiêu rồi. Rồi bên là món này nè, nhưng mà thấy là không đủ rồi. Hai anh em cũng dán đi kiếm nữa mà thôi, thua. Hồi xưa nhiều là tại tổng thanh long. Đúng rồi. Hồi xưa tổng thanh long mà chỉ là bò lên cây này thôi. Bò đó vậy thôi, con không cây á, mình mưa. Chứ đâu có mà cái trụ sạn đâu, đâu có tầm trụ sạn giống như bây giờ đâu. Hồi đó nhà hay nhiều lắm mà, hồi đó đâu biết ăn không. Nhà hay là hình như cây ngoài phía sau không ta? Ừ. Rồi báo luôn á. Mấy hông nhà không có nữa. Mấy hông nhà có cây mận, cây bá. Ừ. Hồi đó nó xài các hoạt động bự dữ lắm luôn á. Là cái cây đó ngay tới cửa hay hiện đại. Đúng rồi.
Phải không? Mấy chục năm chứ em nhớ bộ à. Cái gốc xài mà khoảng chừng hai ôm tay của anh em bên luôn á. Mà gốc xài cát hòa lộc nha cái nhà. Cát hòa lộc. Cát hòa lộc. Cát hòa lộc xưa. Ồ nó bự dữ dằn. Đó là ngoại tới muộn. Ngoại cho thấy bự 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 vậy nè. Cái nó kế bên mé mương á, rồi mương nó sẹt 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 từ từ có cơn gió lùa qua cái nó đi xuống luôn. Mở thứ năm, mở thứ năm. Đúng rồi. Cơn gió lùa qua cái nó ngã luôn. Mỗi lần mà cái ngày biết leo lên cây xài nó hái á, là đem một cái thùng bê, đố hai đem thùng bê gì? Không biết luôn. Đem thùng bê cho, dắt cho cái con kiến vàng nó cay, leo hái không được. Đúng rồi, đó kiến vàng lắm á. Đúng rồi, đó kiến vàng dữ dằn luôn cái nhà, em leo cho á, để gắt cho con kiến vàng nó cay bắt cái hang này nó chết thì mình không biết. Thấy cha rồi đó, cha leo hái là vậy. Cha cứ đem bê cho hay bê cho gắt nè. Giờ không thấy gì. Chịu không nổi á. Giờ thấy kiến vàng đâu có tiêu rồi. Giờ còn mình thứ anh em mình không để ý tới á. Kiểu nó trong vườn người ta. Xuống vàng ra mà không cá hài. Mà giờ không có xuống bầu cũng phải á. Giờ nó không xuống bầu thì xưa quá. Giờ hồi đó con không biết. Xưa mới ra bờ kinh, đường bờ kinh ơi, chọn cái kiến bầu có được không? Ừ, đúng rồi. Hồi đó ổ kiến bầu không biết đâu. Tèo tèo lên chọc chọc tay vô. Nó quất chân cá vậy. Rồi nguyên sao? Tay luôn. Đau không? Sướng không? Sướng lắm. Sướng lắm. Cái tướng này tưởng tướng con ông không à. Ừ. Bự. Vậy là tuổi thơ này kêu bằng tuổi thơ bất hạnh. Nó cười tới mùa cá cạn đó là quán nhà mé tôm có nuôi hiện nuôi cá tên vậy không? Cái hai cha con bao cái đầu mương lại đựng cho nó ra, cái đầu đi chọc miếng kiến vậy cho cá ăn chứ. Tới khi tác lên không có, hồi đó đổ mấy hùng bê luôn, tới khi tác lên còn chừng ký 2 kg. Cái này dữ dắn, dữ lắm. Mấy điều nào hay chứ? Cái gô mà béo. Tại mua nó chắc nó tướng kiến mà hay con mà đi chọt con nào mấy kg luôn á. Ghê vậy. Đem cho cái gô ăn. Béo là nó dông này béo, nó dông này thấm à, còn tép nhiều béo luôn á. Thôi ăn không rồi. Tép này nhiều lắm. Cô Minh ăn đi con. Con mới luôn rồi. Em hết cơm rồi. Biết mấy cái lá dòng này luôn. Nó lá dòng này thấm đang nước mắm ngon quá. Nãy để nguyên một lớp trống, một trống dày cu luôn mà lùa còn mấy cái lá. Giờ mắm tép đắt hơn thịt rồi. Nhưng mà phải cái mắm tép phải có miếng thịt cho ăn mới ngon. Rồi vậy chiều nay. Mắm tép không có gù. Vậy chiều nay là xin cậu hai mắm tép nữa, chiều mình làm thêm cửa chiều nữa mình. Còn thịt nha, thịt còn cũng nhiều. Quá à. Ờ, cái này ha. Trời ơi. Còn chiều cái này xong cái mua cái bún cho mình làm cắt rau sống vô cái bỏ thịt vô toàn. Cũng hợp lý cái nước mắm này nó thiếu con tép thôi à. Thôi ba anh em mình nói bye cả nhà nha. Cả nhà. Bye bye.